Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh NT Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các em có một chiếc sừng đầy nguồn năng lượng. Wow, rất là đẹp và ấn tượng luôn. Hôm nay mình dạo quanh những cái bé dragon, mình đã phát hiện ra cái thành viên này đang núp ở một cái vị trí nào đó. Lôi chú ấy ra và hôm nay chúng ta sẽ có một cái tập về chú ấy nào. À ha, trước khi quậy về chú ấy thì anh em mình sẽ dạo phố quanh cái ngôi vườn của mình một chút xíu. Đây là một cái ngôi vườn nhỏ bé và để xem coi kết quả like của chúng ta có ra được cái con nào không nhỉ. Đây. Ồ, chỗ trứng của mình. Ha ha, có một con các bạn à. Tập sau sẽ làm về chú ấy nha. Này là giới thiệu về con kia rồi. Rồi, chúng ta sẽ vào khu vực list và đánh 4 trận để hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái khu cuộc đua Heroic Action. Làm liền ngay lập tức luôn nào. Chúng ta sẽ mang cái em với chiếc sừng gọi là đầy nguồn năng lượng. Thành viên Raptoon đến từ tên bạn lượng máu lên tới 91.000. Và mình thử chào hỏi bạn ấy một chút xíu. Hello. Đây, chào bạn Hèn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiền chiêu lá nha. Ở đây tên bạn đang còn khoảng 14.000. Đẳng cấp là cấp E và mình không chắc rằng cái bé này của mình, con này nên đặt tên nó là cái gì nhỉ? Con này mình thấy nó khá là đẹp ở cái sừng và cái đuôi nó. Ấn tượng. Tiền chiêu lá nào. Hốt thành công được một em. Và đây là thành viên Safi. Cái này chắc phải nhờ tới bé trâu mình lấy cần tem thôi chứ hết cách rồi. Ây cha, chúng ta sẽ giải quyết cái em Ali này cái. Ok, ngon. Victory. Rồi, một chiếc tàu màu xanh các bạn. Một chiếc tàu màu xanh nhỏ. Ây cha, chúng ta tiếp tục nào. Với lượng máu là 31k thì mình nghĩ là bé Bunny sẽ phù hợp cho cái pha xử lý này. Các bạn còn 8.800. Sau đó thì mình sẽ nhờ đến anh bạn này HNT. Wow, chiếc sừng tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ hất tung nó vương. Con này mình phải đặt tên nó là tê giác điện quá. Wow, đỉnh quá. Và bây giờ Sexy. Oh my god, với mũi tên anh ấy xạ tiễn một cái là chúng ta ngẫm củ tỏi rồi. Noisy, hay gọi là hơi thở băng. Wow, hơi thở băng các bạn à. Cho bạn ấy băng luôn. Thú vị đây, thành viên Bunny vẫn đủ sức để kìm kẹp tên bạn. Sao được con hình như là hốt được hai ván rồi vậy. À, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tới một cái chỗ khác để quậy. Và mọi người ơi, hiện tại thì ở đây đang có like ra được những cái bé mới nè. Anh em nào thích thì có thể like nha các bạn. Mình thấy con này là màu mèo qua lá hẹ nhất luôn. Rồi, và có một số sự kiện cũng khá là hấp dẫn nên mình sẽ chia sẻ với mọi người cho vui. Ở đây là đang bán cái này với giá 372.000 một con là 372. Rồi, ok, không có gì mới hết. Hiện tại thì những sự kiện mới chưa ra mà những sự kiện cũ thì chưa hết. Chiều nay là sẽ hết cái cuộc đua Heroic nha, cho nên anh em tranh thủ. Còn bây giờ anh em mình sẽ đến với đây, sức mạnh đến từ ai cha cha. Ổn không ta? Thành viên Wallace. Dưới đến thành công, bởi vì tiểu thư đã hạ gục được một em. Còn đây là em cá chép hóa rồng. Mình hay kêu nó là con cá chép các bạn ạ. Các bạn nhìn cái con cá chép gì mà ôi trời ơi, có hai cái cánh là. Không phải là cánh mà hai cái vây, hai cái lỗ tai. Nhìn nó lạ quá. Sự sáng tạo là vô đối. Lượng máu mình còn rất thấp. Wow. Và
rồi các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một đăng ký nha, và đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video hoặc là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là khung giờ cố định nha. Mình sẽ ra những video mới về tựa game Dragon City. Anh em nhớ lên YouTube gõ chữ HNT hay là HNT Mobile để ủng hộ mình với. Bây giờ thì mình lại tiếp tục quậy. À ha, con này là cái con trồn hả? Thế trên người nó lại có hai cái sừng nhỉ? Gọi là sự này gọi là việc đột biến gen. Nó đột biến thành một cái con gì rất là lạ lẫm luôn. Wow, con này giống như ông Lân rồi. Lân xương rồng. Wow, các bạn đang còn lắm nghe. Mình sẽ cho cái bé này đi đặt commander. Chỉ huy bóng tối sẽ ra giải quyết được cái này. Rồi, Milan này thì không biết là hốt nó nổi không đây. Ồ, được, cái này là hai hit. Hai hit là anh em chúng ta có thể win rồi. Wow, con này giống như là xương rồng. Mình nhớ như là không làm mình có con này rồi. Con này nó cũng có từ rất là lâu rồi các bạn. Mà đẳng cấp của nó không phải là đẳng cấp Legend VIP hay mình cũng không nhớ rõ, nó là cấp Legend hay là cấp E nữa. Mà mình nhớ là mình có con đó rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với gì đây? Honda hả? Wow, lấy tên xe máy đặt cho rồng luôn. Ok, Kiku Honda. Đây là bé xa lầy của mình đang đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là chiến đấu nhiệt tình. Con này nó cầm thêm cái ly Coca luôn. Ghê gớm thiệt. Công nhận nó là rất là hay các bạn ạ. Nó chỉ dịnh cái ống hút thôi mà cái ống hút và cái ly bị hở nắp ra mà không rớt được cái ly. Quá là ghê gớm. Ở đây mình cho Dark Commander ra quậy một xíu đi. Đội hình này cũng không có mạnh lắm. Ở trong đây đó là khi mà chúng ta bị tắt thở đó là chúng ta phải chờ khoảng 3 tiếng hồ để có thể hồi phục lại. Cho nên quýnh trong đây là không để chết nha các bạn. Đây thành viên Rosie và tay bạn cũng có Dark Commander 1 sao. Ô chà, giống mình luôn. Anh em mình giống nhau nhỉ. Một pha khều nhà đến từ bé rồng xa lầy và chúng ta tiếp tục nhìn màn hình nào. 20.000 hả? Nhưng mình không được đam, mình không được đam thì mình không biết đó là mình lên nổi. 15 hả? Ok không sao. Bé này thì mình đang cố gắng cho nó lên chữ các bạn, chữ nó mới có chữ B hả? Chữ A cộng thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái pha xử lý nhẹ nữa đến từ bé xa lầy đi ha. 21. Ca này cũng hơi khó. Rồi đây là Tiju Magneto đến từ Maybe. Rồi chúng ta sẽ nhà Dark Commander diễn lên. Rồi cái con Dark Commander của tên bạn thì nó cũng ngang mình rồi. Ôi chà, lui về. Và tôi lùi bước về sau để thấy ai rõ hơn. 24, tên bạn còn lại 26. Rồi thì mình sẽ quýnh cái chiêu bình thường thôi. Thì nó sẽ đam không lên nổi 24. What? Mình tưởng nó đam lên nổi 24 mà nó cũng bằng luôn à. Gắt dễ sợ chưa. Đó, anh em mình cẩn thận là không để cho bất kỳ em nào bị tắt giữa đường nha. Chứ nó mà tắt thở giữa đường là hơi bị đuối. Quá. Wow. Cuối cùng thì Dark Commander đã lên được một tầm cao mới các bạn. Chữ B cộng. Ở đây thì 36, 36, 36. Ba con đều là 36 cả. Quậy phá một chút xíu cho vui nào. Chúng ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của đây. Được sát thương đang được tăng gấp đôi và 14.000 hả? Cái bé này mới lên một tầm cao mới cho nên lượng sát thương sẽ được tăng khá đây. Theo mình nghĩ là vậy. 27 các bạn, lúc nãy là 24 mà rồi. Lên được một bậc nữa, lên được 3 ca máu. Nguy hiểm rồi. Chắc phải nhờ đến sự giúp đỡ thôi.
tay bạn còn 16.000. Chữ nghĩa của chú á, đây, cố gắng học hỏi lên chữ A trừ nè. Lên tập A là lượng máu và sát thương chúng ta sẽ gây ra được to hơn. Hốt luôn. Một cái bé hệ nước. Ồ, đẳng cấp là VR. Rất là may cho mình luôn. Đội hình này của tên bạn vừa đủ để mình cào. Rồi, tình hình này không ổn rồi, chắc phải thêm một cái nữa đi ha. Rồi, như vậy sẽ ổn hơn nè. Đây, Dark Commander của chúng ta. Tiết mục biểu diễn của nãy dùng hai bàn tay chạm lại vào nhau và tạo ra một cái nguồn lửa khổng lồ. Victory. Và các bạn ơi, video này cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.